xứ Thanh, nơi xuất hiện nền văn hóa Đông Sơn phát triển rực rỡ, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử và văn hóa trọng đại của dân tộc. Thiên nhiên hào phóng và khéo sắp đặt đã tạo cho miền đất này hội đủ các địa hình sinh thái. Mặt đông trông ra biển lớn, mặt tây khống chế rừng dài. Bảo Sơn Châu, tục gọi là Eo Ông, chặn hiểm ở phía nam, núi Tam Điệp răng ngang ở phía bắc. Ở trong thì sông Mã, sông Lương, sông Ngọc Giáp hợp nhau. Ở bên ngoài thì núi Chiếc Đũa, núi Biện Sơn che chở, thực là một trọng trấn có hình thế tốt. Non sông tốt tươi nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp lại nảy ra nhiều bậc văn nho. Đến những sản vật quý cũng khác mọi nơi, bởi vì đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường, vượng khí trung đúc nên xứng đáng đứng đầu cả nước. Ngay từ thời chống Bắc thuộc, người xứ Thanh đã tỏ rõ sự can trường tiết liệt. Trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng xuất hiện nữ tướng Lê Thị Hoa, người xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, lão tướng Đô Dương, người làng Giang, Đông Sơn, quyết chiến đấu chống quân Đông Hán đến phút cuối cùng. Năm 248, bà Triệu Thị Trinh khởi binh chống lại ách đô hộ của nhà Đông Ngô. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại, nhưng đã để lại một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân xứ Thanh nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Bà Triệu xứng đáng là bậc nữ trung hào kiệt. Thì thiếp cho người vì kiều
chết làm thần, sống làm tướng, chết làm thần. Sống làm tướng, chết làm thần. Tung sáng nắng tỏa mây Thế kỷ 10, thế kỷ bản lề, trên mảnh đất xứ Thanh xuất hiện những nhân vật kiệt xuất tiêu biểu như Dương Đình Nghệ, Lê Hoàn. Họ đã tạo nên những mốc son rực rỡ trong phong trào đấu tranh chống ngoại xâm. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, người khai sáng triều Tiền Lê, đã lãnh đạo nhân dân Đại Cồ Việt phá Tống, bình chiêm, canh tân đất nước. Trong gần 4 thế kỷ, dưới hai triều đại Thịnh Trị, Lý và Trần, xuất hiện nhiều danh thần, lương tướng, người xứ Thanh như Đào Cam Mộc, Lê Phụng Hiểu, Lê Quát, Trần Khắc Trân và đặc biệt là nhà sử học Lê Văn Hưu, người khai dựng quốc sử Việt Nam. Lê Văn Hưu sinh năm Canh Dần, niên hiệu Kiến Trung thứ 6, 1230, đời vua Trần Thái Tông, tại xã Phủ Lý, huyện Đông Sơn, nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thân phụ là Lê Văn Minh, cháu 6 đời của quốc bộc xạ thời Đinh Tiên Hoàng là Lê Lương, vị tổ khai sáng dòng họ Lê. Thân phụ mất khi ông còn nằm trong bụng mẹ. Thân mẫu là bà Đỗ Thị Hòa, sinh ra trong gia đình nho học, thông hiểu chữ nghĩa, nên thường truyền dạy cho con thấm dần. Thuở nhỏ, cậu bé Lê Văn Hưu nổi tiếng là thần đồng trong vùng. Thân mẫu của ông đến kẻ chè, nhờ thợ đúc cho con một cây đèn hình con rồng đang vươn lên cao. Bà dùng 7 viên ngọc nhỏ mà gia đình chồng trước kia được vua ban thưởng để ông thờ khảm vào mắt rồng, đầu rồng và 4 chân rồng. Đêm đêm, đèn ánh ngọc tỏa sáng cho con học bài. Bà mong mỏi con mình tu nhân tích đức, học đạo giảng kinh, dùng đạo đức văn chương làm phúc, ngõ hầu được lưu danh muôn đời. Thank you.
lòng miệt mài kính nghi thư đêm đêm sẽ bắt liền bút để thơ mong ngày ứng đưa thi qua thi chiều trần vàng vàng bà ba bia đá để tên đi bà ba bia đá để tên giang danh tiên tổ đã đền núi sông tài trai thỏa chí chàng ơi, đã đến giờ chàng chạy kinh ứng thi. Khăn gói của chàng thiếp đã sửa soạn xong. Đây bộ kinh sách thánh hiền của cha trao lại. Đây chiếc đèn rồng mắt ngọc mẹ làm. Đã cùng chàng suốt những tháng năm luyện bút rèn văn rùi mài kinh sử. Chúc chàng đi công thành danh toại, bỏ những miệt mài đèn sách bao năm. Nàng ơi, chỉ làm trai lòng ta đã quyết. Khoa thi này bảng vàng bia đá để tên, đem tài năng bồi đắp sang san. Bỏ công nàng bao năm nuôi ta ăn học. Em ơi, non sông lựa chọn hiền tài, sông vẫy gọi nghi nâng nghi bước ta đi anh lên đi chốn kinh kỳ bước nghi vào khoa thi mang bao ước vọng đền nghi đáp công nghi lao công nghi cha nghĩa mẹ ơn thầy sớm tối nghi đêm mì ngày nghi đêm mì ngày trăng mì lo anh đi nơi tiếng
thi năm Đinh Mùi 1247, dưới thời vua Trần Thái Tông, Lê Văn Hưu đã đỗ bảng nhãn, và ông cũng là vị bảng nhãn đầu tiên trẻ tuổi nhất Việt Nam khi vừa tròn 17 tuổi. Với trí tuệ và sự cống hiến cả cuộc đời vì non sông xã tắc, ông đã được vua Trần phong các chức quan như Kiểm Pháp Quan, Hàn Lâm Viện Học Sĩ kiêm Quốc Sử Giám Tô, Thượng Thư Bộ Binh. Ông là người có công lớn trong việc dạy dỗ các hoàng tử, trong đó có Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khả. Lê Văn Hưu còn có cống hiến rất lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất của dân tộc ta. Dân trăm họ dạ. Nay ta đã chiến thắng lũ Nguyên Mông xâm lược, bảo vệ non sông xã tắc. Muôn thuở trường tồn, đó là nhờ góp sức của trăm họ Lê dân, là hào khí Đông A của con Lạc Châu Hồng. Chiến thắng vẻ vang tự hào toàn dân tộc, truyền thống từ cha ông thắp sáng lửa diên hồng, để con cháu noi gương tiếp bước đời nối đời. Ta muốn chiến thắng này lưu vào sử sách ngàn năm. Hoàng hương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Nay ta xét thấy một đất nước muốn vững mạnh trường tồn, thì phải có bề dày truyền thống được sách sử lưu truyền, để con cháu đời đời nối chí cha ông, gìn giữ non sông dựng xây đất nước. Nhưng tiếc thay nước ta đã bao đời, lịch sử hào hùng trải qua mấy ngàn năm mà vẫn chưa có một quốc sử ban hành. Dạ muốn tâu hoàng thượng, thần thiết nghĩ có chính trị của một đời thì phải có sử của một đời, sử để ghi chép quốc thống cặn kẽ tận tường, để tỏ rõ chỉ hoa khi thịnh lúc suy. Dạ muôn tâu, thần thấy việc này quả rất khó, bởi nước ta xưa nay thiếu sách sử lưu truyền. Tam sao thất bản, cả chữ viết còn không đúng, biên chép phức tạp chỉ loạn mắt thì hỏi làm vương sao. Muôn tâu để đại Việt ta có quốc sử lưu đời, cần có bậc kỳ tài, một bậc hiền nhân, thông thạo binh song toàn tế thế kinh bang. Dạ tìm được người hiện tại viết nên quốc sử Đại Việt lưu truyền hậu thế, sẽ mãi mãi vẻ vang rạng rỡ muôn đời à. Phải lắm, khanh nói rất hợp ý chấm. Vậy theo ý các khanh, ai là người có thể đảm đương trọng trách viết nên trang quốc sử cho Đại Việt ta? Muôn tâu hoàng thượng, thần nhận thấy Hàn Lâm Viện Học Sĩ Lê Văn Hưu chính là bậc hiền nhân. Tài chi đức độ hơn người, thông thạo binh thư, tỏ tường nói nhẹ trước sau,
thần Lê Văn Hưu vốn học rộng tài cao công tráng lấy lừng, có nhiều công lao đóng góp cho triều đình, từng dạy dỗ các hoàng tử vương tôn. Muôn tâu hoàng thượng, đại thần Lê Văn Hưu cương trực thắng nay, ý chí kiên cường, thiên văn địa lý tỏ tường, luôn một lòng vì nước vì dân, lại đã có công lao trong chống giặc Nguyên Mông, người xứng đáng viết nên trang sử cho nước nhà. Xin hoàng tướng chọn mắt gửi vàng. Lê Văn Hưu, ta muốn nghe thấy ý của khanh. Muốn tấu hoàng thượng, thưa các quan, dân tộc ta máu đời nay chung dòng máu là không. Từ trầm vẫn không lùi bước, không chịu cúi đầu trước lũ xâm lăng, lịch sử oai hùng không kém nước lân bang, vậy mà chưa có bộ quốc sở lưu danh. Dạ muôn tâu. Có gì khanh cứ nói. Muôn tâu, đó cũng là điều mà bấy lâu thần luôn canh canh, mong được viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc cho hậu thế mai sau mãi mãi lưu truyền. Nếu hoàng thượng xin dốc lòng, thần xin cùng các quan trong Hàn Lâm Viện lập tức đêm ngày tìm soạn sử niên, quyết không phụ lòng hoàng thượng tin yêu, không phụ lòng gửi trao của bách quan và muôn dân chăm họ, để nước Đại Việt ta sáng bừng trong trang sử, nhân nghĩa muôn đời hậu thế noi theo. Tốt lắm, nay ta giao cho khanh cùng Hàn Lâm Viện biên soạn và ghi chép lại những sự kiện trọng đại của đất nước ta, từ thuở Triệu Vũ Đế cho đến Lý Chiêu Hoàng, thành bộ quốc sử chính thống đầu tiên của Đại Việt. Có người làm nên lịch sử thì phải có người ghi danh chép sử. Hậu thế tri ân, con cháu tiếp nối sử vàng, cho xá tắc an khang, muôn dân chăm họ thái bình, đời nối đời làm rạng danh Đại Việt. Thần xin tuân chỉ. Bởi yêu nước, người nghĩ suy chép sử. Bởi thương dân, người đau đáu vì dân. Phó lịch sử dựng hồn Đại Việt, cho non sông ta mãi mãi trường tồn. Nước non Việt xưa, sóng gió gian nan trải bao trầm thăng, giống dân dòng dòng tiên, giữ nước hy sinh tiếc chi thân mình, vì bảo tồn sông núi cũng giữ gìn bản sắc, để bảo vệ nói giống sự thân. Lê Văn Hưu đã hoàn thành bộ Đại Việt sử ký cho đời sau. Đấng trung thần xưa, thuộc bé thông minh, sự kinh rồi trao. Lớn lên lòng nguyện đem, chỉ khi kinh luận, đáp ơn quê nhà. Nhìn từng miền sông núi, người
thấy lòng thốn thức soạn sự truyền hậu thế. Sư thần Lê Văn Hưu vào thời nhà Trần đã hoàn chỉnh bộ quốc sử đầu tiên cho Việt Nam. Muôn tâu hoàng thượng, thuận theo ý chỉ của hoàng thượng, thần đã cùng Hàn Lâm Viện soạn xong bộ quốc sử của Đại Việt ta. Từ thời Triệu Vũ Vương đến Lý Chiêu Hoàng, tổng cộng 30 quyển. Nay xin kính dâng để người ngự lãm ạ. Các khanh đọc thấy thế nào? Dạ, muôn tâu. Lần theo những trang sử mà Hàn Lâm Viện học sĩ Lê Văn Hưu đã dày công biên soạn, thần thấy toát lên tinh thần tự tôn, tự hào về sự trường tồn của dân tộc, đề cao khí phách các anh hùng, đặt vị trí dân tộc sánh ngang với các đế chế lân bang hùng mạnh. Đọc ta nghe xem thế nào? Dạ, muôn tâu. Như phần nói về vua Lê Đại Hành, Lê Hoàn, thì Hàn Lâm Viện học sĩ Lê Văn Hưu đã dành những lời khen tuyệt đỉnh. Trừ nội phản, diệt ngoại xâm, dễ như lừa trẻ con, như sai nô lệ. Chưa đầy vài năm mà bờ cõi đã địch yên, công đánh dẹp chiến thắng, dẫu nhà Hán, nhà Đường cũng không hơn được. Dạ, tuy nhiên sao? Có gì khanh cứ mạnh dạn nói. Dạ muôn tâu hoàng thượng, có điều này thần thấy. Khanh cứ đọc chấm nghe, đừng sợ. Dạ bẩm, trời sinh ra dân mà đặt vua để chăn dắt, không phải để cung phụng riêng cho vua. Lòng cha mẹ ai chẳng muốn con cái có gia thất. Thế mà thần tông xuống chiếu cho con gái các quan phải đợi xong việc tuyển người vào cung rồi mới được lấy chồng. Thế là để cung phụng riêng cho mình, đâu phải là tấm lòng của người làm cha mẹ dân. Viết như vậy liệu có phạm thượng chăng? Nhiệm vụ của người viết sử phải giữ nghị luận rất nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì phải sáng tỏ ngang với mặt trời mặt trăng, lên án kẻ loạn tặc thì phải gay gắt như sương thu lạnh buốt. Người thiện biết có thể bắt chước, người ác biết có thể tự dằn. Hoàng thượng anh minh. Truyền ban thưởng cho Hàn Lâm Viện học sĩ Lê Văn Hưu vì đã có công viết nên Đại Việt Sử Ký, bộ quốc sử đầu tiên của nước Đại Việt anh hùng. Xin đa tạ long ân. Người chép sử chẳng mang lưu sử sách, mỗi trang bút hoa tinh chất dòng đời. 30 quyển dày cao như núi Tản, lặng lẽ bắt nguồn từ sông Mẹ, Mã Giang. Vào cuối đời, Lê Văn Hưu đã từ quan về nhà sống trọn vẹn với người vợ hiền. Ông mở trường dạy học và đi xem phong thủy bốn phương. Trong lò, sắt trong lò, lửa trong lò, thổi phi phi.
túi, viết lúi húi mà đầu khôi nguyên. Sân trước phơi đầu, sân sau phơi đầu, ngươi muốn đầu, ta cho đầu. Cô lớn hái hoa, cô bé hái hoa, ông thám hoa, tôi thám hoa. Kia quan mộc, tựa cây bàng, dòm nhà bảng nhãn. Đây thằng quỷ, ôm cái đầu tựa cửa khôi nguyên. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Dạ bẩm thầy, đám môn sinh chúng con chót mạo phạm, xin thầy thứ tội ạ. Không sao, không sao. Thầy cảm ơn các trò đã cho thầy sống lại ký ức của thời niên thiếu. Dạ, chúng con đội ơn thầy ạ. Nào các trò. Dạ. Trước khi vào bài mới, các trò hãy ôn lại bài thầy dạy hôm qua. Dạ vâng ạ. Nào các môn sinh, chúng ta bắt đầu. Ta cảm ơn các con đã học thuộc và thấm nhuần đạo lý làm người mà ta đã dạy, để mai đây sẽ là trụ cột của nước nhà. Các con phải luôn ghi nhớ lời ta, đạo lý làm người phải giữ trọn chữ chí, tín, hiếu, trung, lễ, nghĩa, nghe chưa? Dạ. Những điều thầy dạy, chúng con xin tặng dạ ghi lòng ạ. Tốt, tốt. Nào các môn sinh. Dạ. Hôm nay, thầy sẽ dạy các con về lịch sử nước nhà, về chí khí hào hùng của nước Đại Việt ta, từ thuở xa xưa để các con ghi tâm, khắc cốt. Đây là sách Đại Việt Sử Ký, là bộ quốc sử đầu tiên của đất nước chúng ta. Chính Đức Vua đã giao cho thầy biên soạn. Nay thầy tuổi đã già, sức đã yếu, bộ sách này thầy giao lại cho các con để viết tiếp những trang sử vàng son của đất nước. Còn đây là cây đèn hình rồng nạm mắt ngọc, mẹ ta đã làm cho ta từ thuở hiếu thời. Cây đèn này đã theo ta suốt cả cuộc đời, soi sáng cho ta trên bước đường quan lộ. Nay ta giao lại cho các con, nó sẽ tiếp tục soi đường dẫn lối cho các con và mãi mai sau. Dạ, chúng con xin đa tạ ơn thầy ạ. Tốt, tốt lắm. Nhà
sử học Lê Văn Hưu mất ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1322, hưởng thọ 93 tuổi. Do biến cố thời gian và lịch sử, đến nay bộ Đại Việt sử ký của ông không còn đầy đủ, nhưng là cơ sở tiền đề quan trọng để các sử gia đời nối đời ghi lại những dấu ấn vàng son anh hùng của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam.